Và bây giờ chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị, nhớ nha, nhớ tối nay là cái bữa ăn rất đắt giá đó quý vị, phải có cô ta hết đó nha. Là bởi vì có khi nào mà Ngọc Hạ tới cái rong biển này mà hát đâu em, đâu phải dễ. Tina ơi, thì chúng tôi muốn giới thiệu Ngọc Hạ và chúng tôi cũng rất vui. Chúng tôi đến với quý vị, cũng Hoàng Nghiêu đến với quý vị có trăm mấy chục người. Nhưng mà chúng tôi vẫn đến, Ngọc Hà vẫn đến. Và chúng tôi muốn quý vị cùng tôi, để tôi nói những cái tâm tư của Ngọc Hà. Khi Ngọc Hà mà hợp tác với chúng tôi, thì đã có nhiều cái công ty khác, đã có nhiều nhà xuất bản khác, đã có nhiều người coi như muốn tẩy chay. Tôi nói đừng có tẩy chay Ngọc Hà, bởi vì tẩy chay Ngọc Hạ là dại, hiểu chưa? Chồng Ngọc Hạ là Việt Anh, con của Phạm Đình Chương. Nói Việt Anh ơi, để anh lo cái vụ Hoàng Thi Thơ xong rồi anh lo cái nhạc của Phạm Đình Chương, hiểu chưa? Và tôi nói cho các vị biết, đừng có cái tính đó. Bởi vì sao? Mình là người Việt Nam với nhau, đã làm tầm bậy nhiều rồi, thì đừng có những cái tính đó. Và chúng tôi cương quyết cái chuyện đó. Tôi nói cho quý vị biết, tôi sẽ đưa Ngọc Hà với Quang Lê về Việt Nam, chỉ làm show ở Việt Nam thôi. Tôi nói các em cứ làm đi, làm đĩa bán đi. Mà đứa nào nó ăn cắp đĩa nó bán về bên này với ba cái công ty đó, anh chặn hết rồi. Phải chưa? Thì chúng nói cho biết và chúng tôi sẽ cho Ngọc Hà về Việt Nam. Bởi vì đây là hết rồi. Không phải hết, nhưng mà có cái sự chống đối, có cái sự nghĩa là tẩy chay Ngọc Hà. Và vì đêm đó, đêm nay, chúng tôi rất cảm ơn Ngọc Hà đã đến đây với chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng, đó là một cái ngôi sao lớn của cái nền âm nhạc của Việt Nam và một giọng ca rất là nổi tiếng. Thì bây giờ chúng tôi xin giới thiệu Ngọc Hà đến với quý vị đêm nay. Và chắc có lẽ Ngọc Hà em ơi, cái số khách này em chưa có bao giờ mà hát với cái số khách này, em biết cái chuyện đó. Nhưng mà đây là những người khách, họ có tâm, họ tâm huyết với anh và họ để cùng với anh. Vậy thành thử chúng tôi xin giới thiệu Ngọc Hà đến với quý vị. Trong đó có tối nay em hát được mấy bài em? Ba bài. Gồm có bài gì, bài gì? À, em tự giới thiệu rồi. Ok, để em tự giới thiệu. Chúng tôi một lần nữa xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn, thật to. Chào đón Ngọc Hà. Và nhớ đấy, cái chuyện này là của cái MC này là của Jennifer Phạm nha, không phải của Hoàng Kiều đâu. Rồi em. Ngọc Hà rất vui mừng để gửi lời chào của mình đến sự hiện diện chân tình của tất cả quý vị yêu thương Hoàng Thi Thơ trong đêm nay. Và trước khi Ngọc Hà hầu chuyện cùng quý vị, xin Ngọc Hạ được hát một ca khúc sáng tác vào năm 1963 của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Ca khúc mang tên Những Ngày Thơ Mộng. Xin mời quý vị cùng nghe.
của quý vị qua ca khúc thật là đáng yêu mà tất cả chúng ta tuổi thơ đi qua rồi làm sao tìm lại được. Vâng, trước khi hát một ca khúc tiếp theo, Ngọc Hạ xin được tâm sự về dòng nhạc của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Như quý vị đã biết thì tân nhạc Việt Nam ra đời từ cuối thập niên 1930 với những ca khúc nhạc tiền chiến, và từ đó khai triển dần với những ca khúc tân nhạc, tình ca, quê hương và những dàn làng điệu dân ca cho đến bây giờ với những nhạc sĩ tên tuổi lẫy lừng thời đó. Và nổi bật trong những ca nhạc sĩ đó thì có tên Hoàng Thi Thơ. Ông xuất hiện với sự ham học hỏi liên tục không ngừng của mình. Và ông là một nhà viết nhạc, sáng tác trên
500 ca khúc. Từ tình ca cho đến nhạc quê hương, từ nhạc trữ tình cho đến nhạc dân ca, đoạn khúc cho đến trường ca. Trường ca như mà quý vị vừa nghe ca sĩ Ái Mỹ Vân, đó là Dòng Máu Sữa Xanh do nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ sáng tác. Và trong lĩnh vực âm nhạc, ông còn phát triển thêm về đạo diễn và dựng phim nữa. Cho nên chúng ta có một nhạc sĩ quá là tài ba, có phải không ạ? Những ca khúc mà Ngọc Hạ hát như ca khúc và cũng sáng tác vào năm 1955. Sau đây, ca khúc mang tên Đường Xưa Lối Cũ. Xin mời quý vị cùng nghe. Xin cảm ơn.
vui vẻ, bồi hồi trong nắng. Tưởng gặp người em hân hoan đứng đón anh về, nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn. Con đò nào đấy đưa em tôi vào xa vắng. Khi tôi về nghẹn ngào trong nắng, tưởng gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về, nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời, không lời biệt ly cuối cùng trước khi phận kỳ. Chạy lòng thương nhớ những phút xưa qua qua rồi. Trong lòng tôi đường xưa con đó nắng vẫn lên, vẫn trăng treo ven đồi, mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi. Đường xưa con đó bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều. Vâng, và cũng sáng tác vào năm 55 với ca khúc Phút Đầu Tiên. Sau đây Ngọc Hà xin mời quý vị cùng nghe nhé. Và xin một lần nữa xin giới thiệu nhạc sĩ Trung Nghĩa guitar, đặc biệt nhạc sĩ Tấn Đạt và nhạc sĩ Dương Cầm, Hoàng Công Lượng. Xin cảm ơn các nhạc sĩ. Tìm kiếm thêm ta trao qua
duyên tình non nước bao la, lòng trai chan hòa yêu thương trên nẻo đường đất nước. Ta từng giờ ước mong chân quay về dù gặp lòng đông, tin nhau dù biển trời mênh mông, lòng tuôn đông đầy trang giấy vì nhớ phút đầu tiên ấy. Đôi đứa mình khi mới quen nhau vì nhớ phút đầu tiên ấy, đôi đứa mình khi mới quen nhau. Thank you, xin cảm ơn sự yêu thương của quý vị với dòng nhạc của nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ. Xin cảm ơn Ngọc Hà. Em có về Việt Nam không? Vâng, thưa anh Kiều Hoàng, thưa tất cả quý vị thương yêu Ngọc Hạ và thương yêu chương trình của Kiều Hoàng và dòng nhạc của cố nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ thân yêu của chúng ta. Là một ca sĩ thì nơi nào cũng là nơi để mình trải trái tim của mình và đưa những dòng nhạc của những nhạc sĩ tài ba đến gần với trái tim để trải tấm lòng của người nghệ sĩ chân chính đến với tất cả trái tim của quý vị. Những nhạc sĩ đã cho ra đời và cống hiến với tình yêu thương thực sự trái tim chân chính của họ. Thì Ngọc Hạ không có ngại ạ. Bất cứ nơi nào quý vị yêu thương Ngọc Hạ thì sự có mặt của Ngọc Hạ. Các fan ở Việt Nam, chào đón Ngọc Hạ trở về Việt Nam với Quang Lê. Sẽ làm cái show của Quang Lê với Ngọc Hạ. Hiểu chưa? Và đồng thời, Ngọc Hạ em có cái cơ hội về, về cái nơi quản trị của anh để làm cái show kỷ niệm 30 năm cái ngày thành lập cái tỉnh Quảng Trị. Để mình nói quê hương của mình. Đừng có nói quê hương của mình là quê hương của mình. Dù ở xứ nào, dù ở nơi nào, tôi vẫn là người Việt Nam. Xin cảm ơn em. Cảm ơn anh đã yêu thương dòng nhạc của bố mình và trải lòng với tất cả trái tim yêu thương. You perform with me. Come on. Đây là thằng cháu nội tôi. Nó cũng muốn lên sân khấu đây. Con của Sammy Hoàng đây. Các bạn ở Việt Nam thấy chưa? Bây giờ tôi xin kết thúc ở đây. Và tôi muốn các bạn ở Việt Nam, tôi có cả hàng trăm nghìn follower, hàng trăm nghìn like. Thì tôi muốn, tôi chỉ cần 16.000 thôi bạn ơi. Các bạn có yểm trợ chúng tôi không? Và hôm nay tôi nói cho quý vị biết, cái trách nhiệm này là của bốn ông ở trên này, bốn ông tỷ phú. Hiểu chưa? Các bạn bỏ tay một tràng pháo tay đi. Bốn ông tỷ phú này phải lo. Ông Đỗ Văn Trọn, ông Trang Nhìn, ông Michael Đào và Tina. Ok, rồi đồng thời tôi cũng nói quý vị biết, Lê Chiêu là cái người đã đi với tôi rất nhiều. Nổi cái hội An Giang không là nghìn người rồi Lê Chiêu. Được không? Phải chưa? Và tôi nói cho quý vị biết, em biết có Mai Ra Trần. Lê Chiêu là người Long Xuyên. Tôi quảng cáo luôn cho Mai Ra Trần. Nhưng mà nếu Lê Chiêu ơi, anh cũng muốn Mai ra đi vô cái chương trình của mình. Nhưng mà kẹt lắm em ơi. Nếu mà tháng 5 này mà nàng đậu vô chung kết là thôi thuộc về của cái American Idol rồi. Mình cũng hy vọng cho nàng đậu bởi vì đó là một cái hãnh diện cho người Việt Nam chúng ta. Và nàng sẽ hát bằng tiếng Mỹ nhạc Hoàng Thị Thơ. Và chúng tôi muốn quý vị giúp đỡ chúng tôi đêm nay. Nhớ chưa? Và 30 cái hội thiện nguyện thôi. Giúp cho tôi một chút. Người bán 70 cái vé thôi. Hiểu cho một hội bán 70 cái vé thôi. Và cái trên này là do cái Đỗ Văn Trọn, cái đài viên thao sẽ lo. Có được không quý vị? Được thì đưa đây tên la cho to lên. Rồi ok, thôi cảm ơn quý vị nhé. Thôi, tất cả các bạn ở Việt Nam nghe chưa? 100 triệu người. Đi lo tổ chức đi qua đây đi, kéo nhau qua đây đi. Nhân cái ngày ba cái chương trình này. Ồ, ở đâu? 200 bé hả? Ồ, rồi, cái gì để anh nói? Mai Hân,
nhận được 200 vé rồi. Quý vị chưa? Nè, Mai Hân, anh báo cho em biết ở trên này đó, giá vé mà dầu cho anh bán 200 thì có 2.500 thôi, chỉ mấy trăm năm nghìn. 500.000 không đủ tiền trả ca sĩ em ơi. Quý vị, cái đoàn của anh nặng nề lắm. Rồi, tôi xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị và tất cả các bạn. Tôi nói rồi, tôi nói một lần nữa để cho các bạn nghe. Những bạn nào yêu thương tôi thì hãy mua vé 50 đồng thôi. Tôi nói 1.850 cái vé. Tôi không sợ cái San Jose này, bởi vì mình 120.000 người. Tôi đã bỏ vào đây 6 triệu đô la, thì tôi bây giờ tôi chỉ xin lại 1 triệu thôi. Giúp tôi được không? San Jose la lên, la to lên, la to lên. Các em quay về cái phía này với quý chị chi anh. Đó, quay về cho đây này. La to lên lần nữa, San Jose có được không? 1 triệu đồng không? La to lên để cho Việt Nam thấy. Em xí qua bên này. Đó, tất cả quay. Được chưa? Rồi, bây giờ tôi nói, tôi nói cho các em nghe. Rồi, và còn lại những chỗ khác. Nhưng mà tôi 1 triệu không phải để San Jose đâu nghe. San Jose giỏi lắm. Mỗi chỗ 200 thôi, còn 600 đưa về với chỗ tôi. Khổ lắm. Pilot này là nó 99 đơn vị. Bây giờ tính sao đây? Mà chúng tôi mục đích chỉ 3 triệu. Chúng tôi muốn ở Việt Nam, các bạn nghe, các bạn coi tôi. Và tôi hứa với các bạn là tôi sẽ đi tới tìm những cái người nào mà đã hâm mộ tôi và muốn gặp tôi, muốn ôm tôi trước khi nhắm mắt chào đời. Tôi bảo đảm cái chuyện đó và tôi sẽ xảy ra cái chuyện đó. Tính đích thân tôi hướng dẫn chương trình và tôi sẽ rung review. Mời quý vị tối nay ăn một bữa cơm ngon tiện và cũng cảm ơn Tina Tiền. Cái này là lo Tina Tiền, không phải Hoàng Kiều nghe. Hoàng Kiều chỉ lo cái vụ này thôi. Hiểu chưa? Thành thử cảm ơn Tina Tiền. Mà Tina Tiền cũng là vui đó. Lần đầu tiên nghe, ở Việt Nam thấy, khi nào mà đi tới San Jose là phải tới cái tiệm này nghe. Cái tiệm này ngon lắm á. Hiểu chưa? Tôi quảng cáo dùng rong biển. Rồi, cảm ơn quý vị nhé. Các bạn follower của tôi ơi, tôi chỉ cần 18.000 người. Hiểu chưa? Không đây, 6, 7, 6, 13, 16.000 người thôi, không có tầm 18.000 người. Trên này có 2.500 thôi, 17.500. Có được không? Được không? Được rồi, em quay bên này, đừng có quay anh, cứ quay anh ký vậy. Quay cái số này nè, nói được rồi. Thôi cảm ơn tất cả quý vị. Ăn ngon miệng, uống rượu Kiều Hoàng đi. Uống rượu đi. 6 tỷ tế bào 1ml. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Các bạn ơi, follower tôi làm cái gì? Tôi chỉ cần 17.500 người thôi, cả hàng trăm nghìn các bạn follower. Thì tôi muốn các bạn ở Việt Nam hãy đi tham dự, qua bên này du lịch, rồi tham dự cái chương trình này. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị ở đây. Và cảm ơn Mai Hân, 200 vé rồi phải không? Phải không? 200 vé, 500 đó. Ok, rồi, tôi cảm ơn tất cả. Ok, rồi, ăn, mời quý vị ăn ngon miệng nha. Rồi, ok. Quý vị, tôi xin đính chính anh Kiều Hoàng chút là cái rạp CBA đó là 2.700 chỗ, chứ không phải là 2.500 chỗ. Nhưng mà chắc có lẽ là anh Hoàng Kiều trừ 200 vé Mai Hân đã đặt rồi, còn lại 2.500 vé. Nhưng mà anh Hoàng Kiều quên rằng ở đây cái thực lực chúng ta đó. Ở đây nè quý vị, anh thấy có anh Hà Lý nè, anh Chiêu nè, anh Tính nè. Nếu mà với anh Sang nhìn mà bốn anh đó đó, cùng với Hưng Phát nữa, cùng với Đỗ Văn Trọn thì vé nó dễ sold out hơn. Và ngày mai thì Viên Thao sẽ bắt đầu phát pháo. Thưa quý vị, có một điều nữa là tất cả những chai rượu mà quý vị đang thưởng thức ngày hôm nay, mặc dù anh Hoàng Kiều không muốn nói ra điều này vì Costco không muốn nói, nhưng mà tôi phải kể công một chút. Bởi vì tôi cũng đóng góp cái phần đưa rượu của anh Hoàng Kiều vào Costco. Những ngày tới quý vị tới Costco sẽ thấy tên rượu Hoàng Kiều
Không những vậy mà còn trong tương lai sẽ có những con giáp nào quý vị chọn thì sẽ có trong cối cô. Thưa quý vị, hãy chào đón anh Hoàng Kiều bằng những chai rượu và chào đón những tấm vé chân tình. Bởi vì những tấm vé đó, anh Hoàng Kiều không lấy một đồng nào hết. Tất cả cái tiền thu được của ba xô đó là tặng cho sở cứu hỏa, tặng cho những người, nói chung là đóng góp vào cái việc xã hội và việc nhân đạo. Một lần nữa, San Jose chào đón anh Hoàng Kiều với tất cả những lòng quý mến và những cái gì tỷ phú Hoàng Kiều đã giúp cho San Jose. Một lần nữa xin quý vị hãy làm một tràng pháo tay thật lớn dành cho anh Hoàng Kiều. Cảm ơn quý vị nghe chưa? Đây là hứa nghe. Lê Chiêu, hội trưởng hội An Giang. Em mới nói về cô Mira Trần, người Long Xuyên. Tôi giới thiệu cho quý vị biết, Mira Trần đã được vào cái American Idol, cái vòng sơ kết. Bây giờ đứng lên bán kết. Mời Lê Chiêu lên đây. Rồi, và Lê Chiêu muốn tôi đưa cái chương, đưa Mira Trần lên. Tôi đồng ý. Nhưng mà thưa quý vị biết không, khổ lắm. Nếu mà Mira Trần mà trúng cái giải đó rồi American Idol là Hoàng Kiều bó tay. Nhưng mà nếu không trúng giải, tháng 5 mình mới biết, thì Mira Trần sẽ tham dự trong cái chương trình Hoàng Kiều và sẽ hát tiếng Mỹ cùng quý vị. Lên đây, tôi cũng nói quý vị biết là ông hội trưởng, cái này ông hội trưởng Hội An Giang. Hội An Giang ngày mai ấy, là tổ chức là có 1.000 người, hiểu chưa? Nếu 1.000 người thì thôi ông lấy cha là nhìn cái vé thì tôi cũng để nửa rạp rồi, phải không? Thành thử chúng tôi xin quý vị một tràng pháo tay cho Lê Chiêu. Đấy, trong những cái này, Lê Chiêu đó, tôi nói thiệt quý vị, cũng ưng muốn là tỷ phú lắm. Đúng rồi. Nhưng mà tôi nói Chiêu ơi, em muốn tỷ phú thì em phải bỏ cho anh 12 triệu rưỡi. Lê Chiêu nói em có 12 triệu rưỡi. Thì thôi anh nói cho em, thôi 3 triệu thôi cũng được. Hiểu chưa? 1% thôi. Anh sẽ cho em làm tỷ phú. Và trong cái đám của mình đó, tụi nó, các em nó khả năng sang nhìn đó. Em hiểu chưa? Thành thử cố gắng lên. Để anh muốn tạo, tôi muốn quý vị rõ, mình sẽ có ít nhất 10 tỷ phú Việt Nam nữa. Hiểu chưa? Rồi tôi xin quý vị giúp cho tôi. Và tôi nói rồi, kỳ này như Đỗ Văn Trọn, tôi giao cái việc này cho Đỗ Văn Trọn. Kỳ rồi là thất bại, là bởi vì Đỗ Văn Trọn tang của mẹ về Việt Nam, đưa cho tôi bán khái, đưa cho tôi 10.000, tôi nói thôi trả lại cho em đó. Cũng như Lê Chiêu được 30.000 phải không? Anh trả lại, phải chưa? Rồi, nhưng mà bây giờ anh nói anh trả lại là bởi vì anh cảm thấy không phải chỉ mình em trả lại gần 200.000, bởi vì không đạt được cái tiêu chuẩn. Vì vậy tối nay chúng tôi mời quý vị ăn cho ngon miệng. Và tôi cảm ơn Đỗ Văn Trọn, cái Costco đúng cho tôi quảng cáo, thành tử tôi không dám, hiểu chưa? Đừng có quay nghe chưa, đừng có bỏ lên mạng là chích tổ đó, hiểu chưa? Đừng có quay, chỉ nói cho bạn bè đây. Và chúng tôi nhờ Đỗ Văn Trọn đã đưa cái rượu Hoàng Kiều, cái chai vàng, chai đỏ. Sở dĩ tại sao nó bán rẻ hơn các bạn mua ở ngoài? Bởi vì nó mua cả chục nghìn cái gọi là cái kinh, không phải, cái pallet. Cái chục cái pallet thì trời ơi, biết bao nhiêu tiền. Mình bán cho thấy bà, thấy cô đi, thì nó chưa được pallet nữa. Ủa gì nó mua 10 pallet, thành thử nó chỉ bán có 20 mấy đồng, nó bán rẻ, tôi ok. Mày cứ bán, nó chỉ lời 14% thôi. Thôi tôi xin thành thật cảm ơn tất cả. Và tất cả các bạn nhớ cái tinh thần của San Jose. Được không? Rồi, ở trên Lê Chiêu em nói vài lời. Rồi, đây, đây. Dạ, cảm ơn anh Kiều. Cảm ơn anh Trọn. Thật là vinh dự hôm nay anh tổ chức cái tiệc này ở San Jose. Em cũng không biết nói gì hơn. Rất là cảm ơn anh. Không ngờ là anh đến San Jose và đến rong biển ăn lần đầu tiên, phải không? Không, dạ. Lần này lần thứ hai. Đâu không, không, lần đầu tiên lần em mời anh đến đây rồi, ăn. Không ngờ là cái rong biển này làm cho anh Kiều phải trở lại, mà trở lại là một cái tiệc rất là đặc biệt, rất là đặc biệt, cho rất là vinh dự cho cộng đồng Việt Nam mình. Là làm một cái tiệc ở đây để quảng bá ba chương trình tạ tình, để cảm ơn nước Mỹ, cảm ơn người Mỹ đã giúp chúng ta trên khoảng 40 năm nay. Lúc chúng ta thành công rồi,
chỉ có anh Hoàng Kiều mới có đủ sức để đứng ra làm những cái chuyện lớn này, để cảm ơn những người mà đã giúp chúng ta, nhất là ở thành phố này. Kỳ này anh Hoàng Kiều sẽ giúp cho chữa lửa và cảnh sát ở đây và ở Chico và các thành phố khác, chẳng hạn như Houston và LA. Thật sự là một cái rất là vinh dự cho cộng đồng chúng tôi, nhất là tôi đại diện cho Hội An Giang. Rất là cảm ơn anh. Anh rất là ủng hộ và lúc nào cũng tài trợ cho Hội An Giang, nhất là rượu. Rồi anh còn cho tiền mà tụi này chúng tôi chưa dám lấy. Tại vì chưa dám lấy. Anh Hoàng Kiều hứa cho tiền mà chưa dám lấy là tại sao? Tại vì mình chưa làm được chuyện gì cho Việt Nam. Nhưng kỳ này chúng tôi rất là mạnh dạn để phát động một cái chương trình mổ mắt cho Việt Nam. Đang làm, thưa với anh, một tuần rồi chúng tôi cũng anh em giúp đỡ và xin được cũng trên 1.000 ca mổ. Và đã mổ rồi. Dạ. Vâng. Như các bạn đã biết, quý vị đã biết là Lê Chiêu cũng như tôi, nếu nói cái việc mà chúng tôi bỏ ra, như tôi đã nhập lại rồi, một số tiền, tôi làm cái việc đó, không thành vấn đề. Nhưng mà chúng tôi muốn có cái sự hợp tác, muốn có cái sự đoàn kết của cộng đồng chúng ta, để làm sao mình nói lên cái tiếng nói của cộng đồng. Cảm ơn Lê Chiêu rất nhiều, và cảm ơn Đỗ Văn Trọn, nhớ đấy nghe chưa? Cái quota là 1 triệu, hiểu chưa? Rồi, 400 nghìn ở đây hoặc 500 nghìn ở đây. 500 nghìn ông làm ơn ông cho tôi về, tôi lốt anh lết để tôi hãnh diện với họ. Là bởi vì 99 cái đơn vị, quý vị hiểu chưa? Nếu cho một người 10 nghìn thôi, một đơn vị 10 nghìn thôi, thì cũng đã gần triệu rồi. Ok, thôi thành thật cảm ơn tất cả. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn Lê Chiêu. Nhớ nhé. Rồi, cảm ơn anh.